Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đã quay trở lại với bản tin cập nhật buổi tối. Và ngay sau đây là tin Việt Nam và giải trí buổi tối hôm nay. Kính thưa quý vị, diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam như sau. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều ngày 30 tháng 7 ghi nhận có thêm 5 ca nhiễm nCoV ở Quảng Nam và đều là thân nhân của những bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. 5 ca nhiễm mới này đã nâng số bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam lên con số là 464 người. Trong đó thì có 369 người đã khỏi, số còn lại đang được điều trị. Theo ghi nhận trong cùng ngày, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Hội An từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 14 tháng 8. Tại khu phố Hội An, An Hội thuộc phường Minh An, nơi ở của các bệnh nhân, chính quyền Hội An đã lập 4 chốt và dựng rào trong khu này để phong tỏa khu dân cư. Khu phố này rộng gần 13 ha với khoảng 2.000 người dân sinh sống. Nơi đây có chợ đêm Hội An, là nơi có hàng ngàn du khách tham quan mua sắm và ăn uống. Trong đợt tái bùng phát COVID-19, đến nay ghi nhận có tổng cộng 48 ca bị lây nhiễm cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng 34 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nội 2 ca, Đắk Lắk 1 ca và Sài Gòn 2 ca. Các bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Và chùa Ba Vàng rầm rộ tổ chức khóa tu bất chấp dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Để phòng chống dịch COVID-19, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm 30 tháng 7 vừa qua đã ra văn bản yêu cầu cơ sở Phật giáo tại tất cả các tỉnh thành phải tạm dừng các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè dành cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh hiện nay, tình hình tái bùng phát dịch COVID-19 tại Việt Nam được cho là phức tạp. Tùy tình hình thực tế mỗi địa phương, Ban trị sự có thể cho các tăng ni về tâm niệm an cư để bảo đảm an toàn. Trước văn bản này, một số chùa đã tự động tạm dừng các khóa tu mùa hè mà nhà chùa đang tổ chức. Thế nhưng vẫn có những chùa tiếp tục thực hiện các hoạt động như thường lệ. Cụ thể như chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh được cho là vẫn đang rầm rộ tổ chức khóa tu mùa hè năm 2020 lần thứ nhất với số lượng đông đảo các em nhỏ đến từ nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, chùa này còn tổ chức chương trình tụ tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch coronavirus bắt đầu từ rạng sáng hôm 30 tháng 7. Được biết, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ nhất, chùa Ba Vàng cũng đã từng khiến dư luận phẫn nộ vì liên tục tổ chức các chương trình tụ tập đông người nhằm hóa giải nạn dịch. Vâng, và một người đàn ông đã nhổ và bôi nước bọt lên thực phẩm ở siêu thị Đà Nẵng. Một siêu thị trên đường Hoàng Diệu Đà Nẵng đã phải đóng cửa sau khi phát hiện một người đàn ông có hành vi phun và bôi nước bọt lên hàng hóa. Vào ngày 29 tháng 7, thì chính quyền phường Bình Thuận, quận Hải Châu xác nhận thông tin này và cho biết công an đã bắt được đối tượng tình nghi và đang điều tra sự việc. Trước đó, trên các trang mạng xã hội, lan truyền một video clip ghi lại cảnh một người đàn ông cố tình làm bẩn thực phẩm tại siêu thị này. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 29 tháng 7. Đối tượng mặc áo quần màu đen, đi dép lê, cắt tóc ngắn, đi thẳng vào siêu thị. Sau đó đã nhổ và bôi nước bọt vào hàng hóa rồi đặt vào vị trí cũ. Người này sau đó đã bị nhân viên siêu thị mời ra khỏi cửa hàng vì không đeo khẩu trang. Hành động trên của người đàn ông đã khiến dư luận bất bình, đặc biệt trong bối cảnh Đà Nẵng đang là tâm điểm của dịch COVID-19 ở Việt Nam. Được biết hiện nay, do dịch bệnh đang tái bùng phát, chính quyền Đà Nẵng đang thực hiện cách ly xã hội, đồng thời cho phong tỏa 3 bệnh viện cùng một số tuyến đường xung quanh các bệnh viện này. Vẫn tin liên quan thưa quý vị, người dân Đà Nẵng mua đồ để tích trữ đại dịch. Theo quan sát trong những ngày vừa qua, thì số lượng người đổ đến các siêu thị và các cửa hàng tạp hóa tại Đà Nẵng khá đông. Ghi nhận cho thấy nhiều người mua phải cầm hàng hóa trên tay vì tại siêu thị đã hết giỏ để đựng hàng. Trong khi đó, thì số người xếp hàng để chờ tính tiền tại các quầy cũng được cho là rất đông. Nguyên nhân của tình trạng này được biết là do chính quyền vừa ra lệnh ngừng kinh doanh tại các cửa hàng ăn uống, giải khát và bán hàng qua mạng ở Đà Nẵng. Lệnh bắt đầu có hiệu lực từ 13 giờ chiều ngày 30 tháng 7. Trước tình hình trên, Sở Công Thương Đà Nẵng khuyến cáo người dân không nên mua tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm với số lượng lớn.
bởi các siêu thị và các chợ vẫn hoạt động bình thường, đồng thời nguồn hàng hóa cung cấp cho người dân vẫn dồi dào. Và quay sang những bản tin giải trí, một bản tin cho biết là đạo diễn phim Us đã làm phim kinh dị về hố tử thần. Deadline đưa tin hãng Universal Pictures Issa Rae của series phim Insecure và đạo diễn giành giải Oscar Jordan Peele chuẩn bị hợp tác trong dự án phim Sing Ho, một tác phẩm nhiều chiêm nghiệm khi đặt ra câu hỏi về sự toàn thiện và bản sắc của chính nữ. Để sở hữu quyền chuyển thể nguyên tác truyện ngắn của tác giả Lena Crow thành phim điện ảnh, Universal Pictures đã cạnh tranh với hơn 10 đơn vị đối thủ và đã giành chiến thắng với bản hợp đồng 7 con số. Sinkhole được Lena Crow lấy bối cảnh từ chính con phố ở Spokane, Washington, Mỹ, nơi nữ tác giả Lena Crow sinh sống. Tác phẩm ra đời khi Lena Crow và nhóm các cây bút địa phương được đề nghị viết những mẫu truyện ngắn mang yếu tố kỳ ảo, lấy chủ đề Tôi đã cưới một con quái vật. Và trong khi đó thì bộ phim Thor No. 4 sẽ khởi quay vào đầu năm 2021. Australia dự kiến là điểm đến đầu tiên của ekip thực hiện bom tấn siêu anh hùng Thor Love and Thunder 2022 vào đầu năm sau. Trong một cuộc trò chuyện trực tuyến với tay vợt Serena Williams trên Instagram, Natalie Portman tiết lộ về kế hoạch dành cho Thor Love and Thunder. Minh Tinh cho biết phim thứ tư về nhân vật thần sấm do Chris Hemsworth đóng thuộc MCU dự kiến khởi quay vào đầu năm sau. Natalie Portman chia sẻ, phim vẫn chưa được ghi hình và cô sẽ có thêm thời gian để tập luyện. Quả là sẽ rất khó khăn, nhưng cô vô cùng háo hức với phim này. Đoàn làm phim sẽ tới Australia để ghi hình vào đầu năm sau. Tình hình dịch bệnh có thể khiến mọi thứ thay đổi, nhưng kế hoạch ngay lúc này là vậy. Thor Love and Thunder tiếp tục do Taika Waititi thực hiện. Vâng, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin tức cập nhật buổi tối của đài CBN trên băng tần 14.5. Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi xong chương trình. Kính chúc quý vị ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức như thường lệ. Kính chào quý vị.